Tin mới nhất hôm nay, nữ diễn viên Thùy Chi vì scandal tình ái mà đã bị hàng loạt các nhãn hàng đòi đền hợp đồng. Số tiền hiện nay đã lên đến cả tỷ. Chưa kể, cô mất một lượng fan khá lớn khi ngang nhiên dám công kích lại fan của mình trong một buổi họp báo. Thái độ gay gắt của cô làm mất điểm trong lòng công chúng. Cô quên rằng họ quyết liệt phản đối chuyện tình cảm của Chi và anh chàng bán gà chiên vì yêu mến cô và thấy Đồng hoàn toàn không xứng sánh vai cùng thần tượng của họ. Nhưng thay vì đáp trả lại tình cảm mặn nồng của công chúng, cô lại chỉ trích họ nặng nề. Hiện nay, phim mới nhất đang chọn cô cho vai chính vừa công bố hoãn lại lịch quay vì tìm người thay thế Thùy Chi vì cho rằng sức hút hiện tại của cô đã giảm đi đáng kể. Hãy cùng tôi theo dõi tiếp những tin mới nhất của bộ drama đình đám này nhé! Sao giờ? Anh Đồng! Anh Đồng! Mở cửa đó cho em! Em biết là anh ở trong đó! Tại sao anh tránh mặt em vậy? Anh cũng sợ mấy người đó nữa hả? Anh mở cửa ra đi gặp em nè. Anh muốn lời sao em đúng không? Anh hèn lắm luôn á. Chỉ có một mình em là đấu tranh cho tình yêu của em với anh thôi. Còn anh thì sao? Anh nhốn mình ở chổng. Anh sống vậy mà anh coi được hả anh Đồng? Anh mở cửa ra đi gặp em nè. Em thất vọng về anh lắm luôn á. Anh Đồng! Alo? Tại sao em lại đáp trả với fan hâm mộ như vậy hả Chi? Họ nói gì thì kệ họ đi. Sao em cứ phải ăn miếng trả miếng vậy? Nào là nói họ không biết điều, nhàn cư duy bất thiện, thích xen vào chuyện của người khác. Trời ơi Chi ơi, bây giờ em đã là người của công chúng rồi. Em ứng xử trước cộng đồng và fan hâm mộ như vậy á, thì làm sao mà được? Vậy chứ em hỏi chị nè, chị muốn em ứng xử như thế nào trong khi mấy người đó không có lạc cái gì của em hết trơn á, mà mấy người đó xen vô cái cuộc sống của em, chỉ trích bạn trai của em, rồi áp đặt cái tình yêu của em, rồi nói này nói nọ bạn trai em, sao mà em chịu được? Không lẽ em cứ im lặng vậy hoài hả? Nếu em là người thường như chị thì không nói, giờ em là nghệ sĩ, là người làm văn hóa, dù có chuyện gì em cũng phải bình tĩnh giải quyết. Em ứng xử thiếu văn minh bốc đồng như vậy á, bất lợi nhất chính là em. Em đang tự hủy hoại hình ảnh của mình á. Chị không có nói nhiều nữa, em lập tức cùng chị mở một buổi họp báo xin lỗi khán giả đi. Xin lỗi cái gì? Em có cái gì đâu mà em xin lỗi? Em nên nhớ, giờ có khán giả yêu mến mà em mới nổi tiếng, sự nghiệp của em mới thăng tiến. Vậy nên đừng có mở miệng mà nói là không cần họ hay họ chẳng là gì với em. Không có họ ủng hộ thì em chẳng còn là diễn viên Thùy Chi đâu. Anh Đồng! Mở cửa đi em Liên nè! Anh Đồng! Anh vô đây! Nhanh lên! Ủa anh sao vậy? Sao không gặp chị Chi? Bộ anh tính né chị luôn hả? Gặp thì được cái gì hả em? Hả? Em không thấy tình hình chia vậy hay sao? Bây giờ còn một cách duy nhất thôi. Anh phải rời bỏ Chi. Tuyệt đối không được gặp cổ nữa. Chỉ có làm như vậy á, thì cổ mới không đánh mất tất cả hào quang của mình, đánh mất tất cả sự nghiệp của mình. Nhưng mà không lẽ bây giờ anh vì miệng đời, vì những anh hùng bàn phím ảo đó mà anh rời bỏ tình yêu của mình hả? Anh không bỏ tình yêu của anh. Lúc đầu anh không có sợ đâu em. Nhưng mà rõ ràng em thấy đó, sức mạnh của cộng đồng mạng quá lớn. Hả? Em có biết không? Tất cả những fan ruột của Chi, họ đều quay lưng với Chi hết. Phim mà Chi đóng á, đều đánh dấu một sao. Chưa hết, họ còn muốn tẩy chay Chi nữa. Rồi em coi đi, những cái phát ngôn của Chi á, đưa ra chính kiến của mình. Xém một chút nữa, nhãn hàng mà cổ đại diện quảng cáo điêu đứng luôn. Anh sợ lắm luôn rồi, thật sự. Anh không biết là với anh với Chi có làm cái gì, họ lại ghét tụi anh như vậy.
hai người không làm gì sai hết á. Cho nên đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa được không? Anh quyết định rồi. Anh phải từ bỏ Chi. Cho dù Chi có ghét có hận anh cũng phải làm như vậy. Anh không có gì để mất hết. Nhưng mà Chi thì khác anh. Chi có quá nhiều thứ để mất. Thà cô ghét anh, cô hận anh, nhưng mà bản thân anh vẫn muốn cô có một cuộc sống tốt. Anh không muốn cô phải quay trở lại giống như ngày xưa, giống như xuất phát điểm nữa. Nhưng mà anh Đồng, em anh nói nữa, anh đã quyết định rồi. Chị ơi, đi thôi chị. Ừ, đi ha. Ê, cô Tám. Dạ. Ủa, sao vậy? Em về em thay đồ. Chị, trời ơi, mặc đồ này đẹp quá trời đẹp rồi. Không đẹp nhưng mà hai đứa giống nhau, vô tiền ta tưởng đâu tình nhân, không có được. Trời ơi, thôi cái bộ đồ này đẹp dữ lắm rồi. Kệ, cứ ai nghĩ sao nghĩ. Ủa, cô Tám mới qua. Chào tiến sĩ. Trời ơi, giờ con á là nông dân chính hiệu rồi, đừng kêu tiến sĩ nữa. Kêu đó nghe kỳ cục lắm. Nông dân chính hiệu hả? Dạ. Má nhờ cô Tám qua đây chở má đi ăn tiệc. À, thôi, cô Tám cứ đi trước đi, con vô con tắm xong con ra chở má đi cho. Vậy hả chị? Dạ. Vậy thôi, vậy em đi qua nhà hàng trước nha chứ để trễ. Dạ. Lát có gì con chở má con qua nha. Dạ, có người dính bùn rồi, cô Tám có bắt tay con không? Thôi bữa khác sạch đi rồi bắt nha. Con giỡn cô Tám thôi chứ thật sự mà nói á, là cái công việc làm vườn này á là đam mê từ bé của con luôn. Bây giờ được làm điều mình thích rồi á, thật ra con rất là hạnh phúc, rất là vui. Đúng rồi, làm vườn vui mà, đúng dạ, không? Dạ. Thôi vậy em qua bên nhà hàng trước nha. Lát có gì con chở mẹ con qua nha. Dạ dạ. Anh đợi cô Tám đi. Vậy thôi cô Tám đi trước nha. Đi nghe, em đi chị. Đừng về thay đồ nha, đồ đó đẹp rồi. Má. Thôi ngồi xuống nói chuyện đi. Con sau này á, ba má không cần phải giấu giếm đâu. Bây giờ con về đây con sống con thấy rất là hạnh phúc. Con phụ ba má làm vườn vậy á, con mới thấy là cuộc sống đúng cuộc sống của mình á. Mới muốn gặp bà con cô bác á, cứ nói thiệt với họ đi. Con nói vậy má thấy cũng vui lắm. Dạ. Má càng thấy tự hào về con đó Cao. À, con quên nói với má tin mừng rồi nha. Lứa rau nhà mình nó tốt lắm. Con chắc chắn cái vụ mùa lần này sẽ thắng á. Con chắc chắn sẽ làm cho ba má tự hào về con. Vậy hả con? Dạ. Thôi, bây giờ để con vô con tắm xong rồi con chở má đi tiệc nha. Dạ dạ. Gọi ông mà không được, mình gọi ông lên mặt với mình rồi sao? Nhưng mà không gọi không được, không gọi. Tôi sẽ không nhún nhường anh. Trời ơi, tôi có giá của tôi chứ. Thấy gọi là gọi đâu. Thấy chưa, vừa mới nói tôi không gọi luôn là tiếng chuông gọi liền. Trời ơi, tôi thiệt, bây giờ tôi nhắm mắt nè, tôi cầm cái điện thoại lên luôn. Trời ơi, tôi biết là lia, xin lỗi tôi lia lịa luôn. Trời ơi, nghe rồi, đúng rồi, tôi tên Mơ hả? Cái gì, chồng tôi để đơn ly dị hả? Là em sao?
Anh nhớ em nhiều lắm em biết không? Hả? Anh xin lỗi. Anh biết là một thằng hèn. Anh không xứng đáng với em. Nhưng mà em phải hiểu cho anh. Anh không thể ngừng yêu em được. Thì ra đây là nguyên nhân anh tránh mặt tôi. Đồ bội bạc. Anh rất yêu em. Anh rất yêu em Chi à. Anh yêu em nhiều lắm. Anh không thể là sống thiếu em được. Làm ơn đi. Cho anh một cơ hội đi. Em là Huệ. Ra. Sao lại là cô hả? Rõ ràng là Chi mà. Chắc là anh sai quá, anh nhìn nhầm thôi. Để em đưa anh về. Không có sai. Hả? Không có sai. Biến đi. Anh làm gì với anh đâu. Em hiểu anh thật lòng. Tất cả tình cảm em dành cho anh là sự thật. Anh đã chấp nhận sẽ bỏ cô Chi đó thì anh mới dành thời gian cho em để em có thể chăm sóc anh chứ. Tôi không cần cô. Tôi nói một lần cuối cùng là tôi không cần cô. Dù chị không yêu tôi, chị ghét tôi, chị hận tôi cũng không bao giờ cần cô. Biến đi. Biến.